Chúng mình xuống bóng phần nào khí, ngày nay chúng xuống bằng hàng ông bì past continuous. Còn tôi bì chúng bàn bằng hàng the past simple. Chúng ngày nay bóng phần nâng sắc xa chúng mùi chúng bát ông bì cao nó không sang đầy mùi tiết cứ past past continuous. Chúng past continuous bì khác về hào thà past progressive. Chúng chia đồng bốn khi xuống bằng hàng nâng ca pra pra past continuous. Ta dùng pra pra past continuous đồng bình dịp viết. Ok, chân tí muối để dùng pra pra past continuous để hào tha tay ta cao cầm bông bằng tó. Vì dùng pra đồng bình dịp viết cầm một hiếp để trâu ban rụng khang. Nông sang lấy dùng hào tha interrupted action. Bạn chân nông nông interrupted action này, vì mình đây tha sự cảm một hiệp mũi cát láng hay miền sự cảm hiệp mũi tiết cát láng mau rụng khàn. Ok chứ nó không past simple khi bạn hiểu bằng ổn hay cứ past simple cứ chỉ sự cảm một hiệp tại cát láng rụng khàn past continuous. Ok đây past continuous cứ chỉ sự cảm một hiệp tại cát láng muốn hay mình dạy về quen chịu. Ok, chẳng nói không mê đi ní, dừng sẵn sàng phí phát con yếu ớt đã đào tu chi interrupted action. Chắc chấm lực ưu tiên hoa chấm nôn phí đồng bây phá án bằng hành tạo bóng ổn ổn phí cả phá phá tìm mùi. Ok, ưu tiên hoa tìm mùi cứ while I was reading, my friend called me. Chẳng bóng ổn khơi như thà while I was reading, cứ chi sự khám ập hiếp mùi để bàn khá là muốn hai trong ban đồng khán đấy sẽ cầm phim mùi tiết là my friend call me. Chứ past continuous cứ I was reading đây chỉ sẽ cầm phim để trong ban đồng khán đây dừng hai tá interrupted action. Ok cả praprati pi ở sống tốt ưu tiên hoa tipi này cả praprati mùi I was reading when the rain started. Ok chẳng chẳng khơi đã đá cứ I was reading vì chẳng cảm thấy mối đẹp bàn cả làng màu chẳng mắt bên lúc có mình phliêng thật lạc màu chẳng phliêng cứ rụng khán cảm thấy đẹp trong cầm phung thật ảnh. Ok chẳng I was reading cứ interrupted action bản chẳng cảm thấy mối cứ past continuous chúng ta làm bài bằng hai pi sẽ cầm phim mũi để trâu ban đồng khang rồi sẽ cầm phim mũi tiền rồi coi chỉ cầm phim mũi để trâu ban cắt cắt rồi sẽ cầm phim mũi lấy thế tờ lấy dân châu tờ đò ca prapratipi chương không ca prapratipi ta dương pra past continuous làm bài này về ông pi ở vậy mà cứ tipi cứ dương này dưới ông Pi sẽ cầm một phép đài cát láng sẽ cầm một phép Pi rưu cờ chán đài bán cát láng không phê tẻ mùi Pi rưu cờ chán đài bán cát láng không phê tẻ mùi cát láng phê sọp kênh tẻ mặt đó. Ok tạm chắc chìm ôi ưu tì hó Pi rưu kênh my mom sorry I was reading while my mom was cooking. Okay. Nhân cảm ơn phép bì nâng cứ cát lăng không phê tầm mùi sọc kênh tầm đoàn sẽ cảm ơn cát lăng đầm máu kênh tầm đoàn. Okay. I was reading while my mom was cooking. Thế cát lăng sọc phê nếu quạt xâm ăn nụ tẹp bái nhầm ăn sọc phê nụ mình tục từ thuộc nhiều. Ok mùi tiết cứ they were eating breakfast talking to each other and having a good time. Ok chắc mong bọn khởi cảm phim bọn bố kê cầm phong tài miên cảm phim bấy cả láng không phải tầm mối cứ bố kê cầm phong tài nhằm hạ về phật phóng bố kê cầm phong tài chạy chạy kinh phóng hai bộ kê mơ tớ hạm ở đây chỉ cầm phong tầm miền bê đào rì rì. Ok chẳng khá là nít thì cầm phong tầm đại cát lãng nông bê tầm mùi
Vì mùi tiết hào thà parallel actions là vì cả làng sọc về kỷ niệm. Ok, cả pra-pra-tị bấy. Chúng cả pra-pra-tị bấy cứ dừng pra tầm bình dùm bì sẽ cầm phía mũi để cả làng đọt đáy để thua ôi cả là chỉ cả rung khan này chỉ tôi dùng pra dùm mũi always mà đây chịp sang lấy dừng hào thà the actions happened again and again and it caused the irritation cứ việc thua mình cả rung khan đó là nam nè. Ok chân chân màu thì hó thì mũi cứ she was always coming late she was always coming late chân niên tay tay một dựt niên tay tay một dựt mình đây thả niên một dựt mà đoàn hói mà đoàn thiệt chứ vì phơi chìa vì bắt đầu chìa phô rừng khàn tất đó thả riêng rồi có tất đó ông phải chụp đây xin xin. Ok chứ thì họ tìm bì thì họ tìm bì they were always talking in the class they were always talking in the class chứng phục kê tài tài chơi chơi kia nó không thả riêng chứng đi chì tùm lọ mùi đàm ăn lõ rồi có chì ca rồng khàng để biết cắt lang đoàn hai mà đoàn tiệt chì riêng rõ thật. Ok chứng đi chì ca pra past simple nhóm đang bình to chùm riêng chung bóng phố nâng bằng hai bóng phố nâng pi ca bằng ca tùm rồng ca bằng ca chì form nó không past continuous và chẳng khiêm xong bằng hang vì tùm rộng này past continuous ta ta dừng bằng cách past continuous đòi miền ở bấy lại. Ok, bằng ôn đang sẵn hãy thay past continuous tuy dừng bằng cách đòi miền tùm rộng past form robot verb to be chứ mùi nâng verb ing chẳng dừng miền tùm rung ở tây tây ca rồi bỏ verb be để dùng bằng bài tôi chỉ be mean was hay nâng were hay chỉ mùi nâng tùm rung verb ing rồi bỏ kể giả sẵn main verb chắc khiêm xung rùm lịch bằng tích tha was cứ dùng bài chỉ mùi subject he, she, it rồi có singular noun say it hay were cứ dùng pra chủ mùi nâng plural noun rồi có dùng pra chủ mùi nâng you, we, they but you, we, they hay was đoạn tiết cứ dùng pra chủ mùi I, he, she, it hay nâng singular say it chứng nên dây ở clay tứ ở nghĩa sử dụng tứ cứ was pra chủ mùi singular hay were cứ dùng pra chủ mùi plural đã singular nhưng phải tại ai và chẳng hạn miền tầm mũi hay plural miền chữ mừng chẳng thế chứ này tầm rộng cứ về miền tu ong sầm khăn pi nữa chẳng chẳng bằng hai bằng ổn là pi positive form như miền subject plus was or were plus verb ing example I was reading I chỉ subject, was chỉ tùm rung past simple verb be hay verb ing cứ reading they were talking chẳng they subject verb past simple verb be hay talking cứ verb ing và chẳng như cho từ tùm rộng tí bí cứ tùm rộng negative bạc đế sát tùm rộng bạc đế sát cứ dường thèm tần nọt mọt tí chứ như mình subject plus was not plus were not đòi was not dường ai sẽ xây cắt tư chì wasn't hay were not dường ai sẽ xây cắt tư chì weren't plus verb ing example I was not watching TV or I wasn't
watching TV. Mùi tiếp. They were not studying. They weren't studying. Okay. Nhưng ra là quốc kế mình không phụng tài riêng thì để có nhóm muốn I was watching TV nhóm mình không phụng mở tựa tựa thì ok, chẳng negative form bằng bằng chóp. Đi cho tựa đọc question. Question mình bí cứ yes no question hả nâng đọc dưới question. Yes no question cứ dân chấp làm đòi were was plus subject plus verb ing. Example: Was she working? Were you studying English? Okay. Và chấm lắm từ nâng sum nối cái yes and no. Yes, I sum nối tiếng mũi là was she working? Yes, she was. No, she wasn't. Hay chấm này were you studying English? Yeah, trả lời là yes, I am. Sorry, yes, I were. Or no, I wasn't. Okay. Dĩ nhiên, cho từ WE question. WE question chỉ tùm rung là dùng xong cho mùi đường WE word. Đã miền where, what, why, how, who, which, when. Okay. Hãy nằm xếp xin tiếp. Chính tùm rung cứ dùng miền WE word plus was were plus subject plus verb ing. Example: What was she doing? What were they talking about? Okay. Chính chấm lại cứ ascribe từ lời phần mềm này dùng tụi bạn. Hả ta informative answer. Ok, chúng ta kết thả, chúng mình chọn các bạn ra các đối chí tùm rung robot past continuous trong bản này. Sẽ ngâm thả bóng bóng từ tù bàn chúng này đang thấm mấy chúng này đang bận thêm để bọn ta đang cao past continuous rồi có past progressive này. Và bóng bóng mình xung lúa rồi có chúng ngọt lấy đang toàn chí bắt lúa bóng bóng ai comment bán ai xong chui chạy em lấy tỏ nó video này. Rồi chỉ subscribe tới lời channel của bọc nhóm đồng bây tựa tù bàn mê riêng chứ bằng tỏ nóng mê riêng cao ý khi nhóm nâng lời phẩm bí past perfect giúp mong bằng hành đo bọc bồn. Ok chẳng chung bồn bọc bồn mình khai lọ tặng học ní chúc ní nâng nông video cao. Bye bye.